Trà của con đây, Mabel. Thưởng thức đi nha. Một buổi sáng tốt lành. Mẹ tự hỏi đó có thể là ai. Mabel, mở cửa đi con. Ai vậy ta? Chào chị họ. Ngạc nhiên chưa? Nhìn em có gì nè. Chị vẫn nhớ chứ? Ồ, là gì vậy? Trả lại đây. Không, nó là của chị mà. Ồ, vậy hả? Chị sẽ cho em thấy. Được rồi, được rồi. Đó là bắt nạt đó nha. Cậu không được làm điều đó ở đây đâu. Ra ngoài đi. Ổn thôi, không quan tâm nữa. Mình nhớ ra rồi. Một ngày tốt lành nha. Là ai vậy Mabel? Dạ con không biết. Đi lộn nhà thôi. Kim, em họ của con đó. Con không nhận ra con bé à? Ồ vậy à. Cháu yêu, sao cháu lại tới đây? Vào đi, chào mừng nha. Cảm ơn dì Julia. Nghiêm túc đó hả? Không, không được mà. Dì sẽ cho cháu xem phòng của mình. Tự nhiên như ở nhà nha. Tuyệt vời. Nó thật sự ấm cúng đó. Phòng của mình. Đang đùa mình nè. Mẹ để hai đứa chơi nha. Mẹ tránh đi đây. Chúng ta sẽ sống cùng với nhau chứ. Hy vọng mình đang mơ. Wow, chiếc gương vàng. Mình chưa bao giờ thấy bất cứ cái gì như vậy cả. Trang điểm thật ngầu. Em luôn muốn cái này nè. Đừng có chạm vào nó. Không phải của em đâu. Xin chào. Đúng vậy, mình có nhiều điều muốn kể cho cậu nghe đó. Không tin được đâu nha. Đây là ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời của mình. Hôm nay là một ngày trọng đại. Kim và Mabel diễn kịch ở trường. Vai trò danh dự khi làm cây. Nó có thể xảy ra với bất kỳ ai. Ủa, trang phục của mình. Đồ thua cuộc. Và đây là nhân vật chính. Nàng công chúa. Chàng ở đâu, hỡi hoàng tử ngọt ngào. Mình yêu tỏi. Ồ, mình nghĩ tới mình rồi. Anh đến với em đây, công chúa. Hiệu ứng đặc biệt tuyệt vời. Ồ, em yêu. Anh đã chờ đợi được gặp em rồi. Đừng sợ, linh hồn của anh. Chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi. Mùi gì vậy trời? Tỏi. Mình bị dị ứng với nó. Ồ, chắc mình bị ốm rồi. Trái tim của anh mãi mãi thuộc về em. Ủa, chúng ta cần phải làm gì đó. Đừng im lặng nữa, ngôi sao của anh. Nói gì đi chứ. Xin lỗi Mabel, chúng em không còn lựa chọn nào khác. Chiếc kẹp quần áo sẽ giúp đỡ. Chúng mình đây. Chỉ có cái chết mới chia cắt được chúng ta. Ủa, cảm ơn nha. Thật là ngọt ngào. Cảm ơn anh, thật tốt bụng mà. Cha, điều đó có nghĩa là gì đây? Kim, em sẽ phải hối hận đó. Wow, không ngờ luôn á nha. Xin chúc mừng. Đủ rồi đó. Chị sẽ không bao giờ tha thứ cho em. Tin nóng hổi đây. Kim đã cứu vở kịch của trường. Nhìn này, là một bài báo về Kim đó. Tất nhiên, thật tuyệt vời. Cô nàng đã cứu vở kịch rồi. Chào mọi người nha. Kim à, qua đây đi. Mọi người chỉ đang nói về em. Là cô ấy kìa. Mình phải chụp một bức ảnh thôi. Chúng cô đã chờ đợi. Khoan đã. Ở đây, tốt hơn rồi. Thảm đỏ cho người nổi tiếng. Mọi người không nên như vậy. Thôi mà. Vô lý. Em xứng đáng với nó mà. Đi thôi nào. Vâng, mình ở đây. Ồ, lại là em. Không nhìn thấy em đang ở đâu à. Thảm họa. Các chàng trai, cô ta cần được dạy cho một bài học. Mình có thể đợi bao lâu nữa? Nè, dừng lại. Đúng rồi, che cô nàng lại. Tồi tệ ghê. Sao như vậy được? Mabel, chị có sao không? Biến ngay đi, tất cả là lỗi của em. Ừ, thật là khó xử mà. Cuộc đua sắp bắt đầu rồi. Cuộc chạy marathon trong rừng. Đi nào. Khi mà, nhìn này, có gì ở kia kìa. Ở đâu? Chị nói về cái gì vậy? Đúng vậy. Hãy xem em làm thế nào với dây giày buộc lại nha. Mabel, chị đang nói về cái gì vậy? Chị đoán là mình đã nghĩ. Thôi đừng bận tâm. Sẵn sàng, chuẩn bị. Chạy. Ow, đau quá đi. Kim à, em có sao không? Cô giúp cho em nha. Đây, lẹ lẹ rồi mang chúng vào đi. Em sẽ chạy về đích. Cố lên Kim ơi. Tránh ra, đồ thua cuộc. Kim, chúng mình sẽ hỗ trợ cho cậu. Ô không. Nước. Nhanh lên. Còn nữa không? Nhưng Mabel.
hết đi. Đây quái gì đây? Sao cô nàng lại đưa tiền cho mình? Em khát quá đi. Một giây thôi, mình nghĩ rằng còn một cái gì đó. Tuyệt vời, cảm ơn cô nha. Cái gì vậy? Tiền bẩn. Mọi chuyện kết thúc với nó. Hay đó. Đây nè, bắt lấy đi. Không không, mình sẽ không bỏ cuộc ngày hôm nay. Không bao giờ. Cố lên Kim, chúng ta phải giúp cho cô nàng. Này, thầy cô làm gì vậy chứ? Sao cũng được. Yeah, Kim, cô gái của cô, em làm được rồi. Cái gì? Nhưng không công bằng. Em không tin điều đó đâu. Vâng, mình đến trước nha. Không thể tin được mà. Ôi, chào Kim nha. Ủa, không biết làm thế nào mà điều đó xảy ra nữa. Ồ không, váy của em. Ồ, sao cũng được. Chà, lỡ rồi. Hẹn gặp lại nha. Hãy xem em ấy làm sao bây giờ. Cô ấy thật xấu tính mà. Đừng lo lắng Kim nha. Không sao đâu, mình có ý tưởng hay hơn nè. Thật không? Mình tự hỏi cô nàng nghĩ ra gì nhỉ? Cái gì? Có phải là khăn trải bàn không? Ồ, tuyệt vời. Rất hợp luôn. Cậu làm thế nào hay quá vậy? Này, quá rồi đó nha. Cẩn thận chứ. Thế nào rồi? Có hợp với mình không? Nhìn kìa, mình là người trải bàn. Ừ, rõ ràng là họ có vấn đề với khẩu vị của mình mà. Nhưng đáng giá khi trở lại trường. Không biết lần này cô Penny lại nghĩ ra cái gì nữa. Được rồi mấy đứa, này có bài kiểm tra nha. Cô chắc là các em sẽ làm được. Chắc chắn là em chưa sẵn sàng cho việc này rồi. Nào Thomas, tập trung đi. Đừng làm cho mình phân tâm mà. Ừ, là một bài kiểm tra. Mình nghĩ biết phải làm gì rồi. Chán với mấy bài kiểm tra này ghê. Thế là không ai phao hết à. Đúng rồi, chán quá. Mình có ý này nè. Không biết cô đi đâu rồi nhỉ? Cha cha cha. Mình nghĩ mình sẽ ở lại đây. Khá ấm cúng đó. Wow, mát mẻ. Những căn phòng bí mật dưới gầm bàn. Wow. Có vẻ như đã đến lúc lấy phao ra rồi. Của cậu đây. Mình nghĩ sẽ có ích đó nha. Cha, đây là câu trả lời nè. Cảm ơn nha. Cha, mình đoán mình cũng nên lụm tờ giấy thôi. Trả lại đây. Là phao của mình mà. Ok. Để xem bây giờ cậu nói sao. Xin chào. Hãy đến ngay bây giờ đi. Mình cần cậu. Xin chào. Đối phó với anh ta đi. Hoàn thành bài kiểm tra và nhanh lên. Tất nhiên là có. Như cậu mong muốn. Đúng vậy, viết tiếp đi. Sao điều này lại xảy ra với mình chứ? Cha, đây là một cơn ác mộng mà. Chị đang làm gì đó? Không thể làm điều đó được. Đúng vậy, mình nghĩ anh ấy sẽ thích nó. Wow, tuyệt quá à. Là bong bóng. Ý tưởng tuyệt vời kia mà. Cậu vừa cứu mình á. Không có gì đâu mà. Bong bóng. Buồn cười ghê. Cha, có cả đống luôn nè. Mấy đứa làm bài xong chưa? Nộp bài lại đi. Tuyệt vời. Mình yêu bong bóng. Mấy bồ chuẩn bị đi hẹn hò. Cha, là anh ấy kìa. Trễ mất. Kim mà, mở cửa đi. Vâng, đương nhiên. Chào. Hello. Xin chào, mấy bồ đâu rồi? Chị ấy sẽ đến sớm thôi. Cha, mình sẽ đợi vậy. Chào đã, đó là... Không thể được. Rick và Morty, cậu xem cùng chương trình với mình hả? Thật sao? Thật điên rồ, mình yêu hoạt hình đó lắm. Mình cá là vậy. Đúng vậy đó. Thật tuyệt vời. Nào, nhanh lên đi. Thật kỳ lạ. Họ đang nói chuyện hả? Tuyệt quá, chúng ta phải xem nó. Được rồi, em sẵn sàng rồi. Chúng ta có thể đi. Cái gì? Phim hoạt hình hả? Thật là vui nhộn mà. Mình thích nó. Có ai nghe thấy mình nói không? Cầm hoa của em đây nè. Đủ rồi đó nha. Mình thực sự phải đi rồi. Nếu... À, chúng ta xem chương trình đó trên màn ảnh rộng thì sao? Rick và Morty trong rạp chiếu phim. Thích lắm luôn. Này, còn ở đây thì sao? Chà, chị không thích chương trình này mà. Không thể tin được. Chà, vậy thì đi đi. Thôi, quay lại bài học của chúng ta đi nào. Ủa, là cái gì vậy? Cô đã đoán trước. Là một cái lỗ. Cô sẽ bắt đầu gây quỹ. Giúp
nhà trường sửa chữa lại. Tuyệt vời, bây giờ đến lượt của mấy đứa. Cô tin chắc các em sẽ không ngó lơ chuyện này, mỗi xu đều có giá trị. Ồ, Thomas, chúng ta hãy bắt đầu với em nha. Được rồi, em sẽ làm. Xin cảm ơn, cô biết em sẽ không nói không đâu mà. Kim, đến lượt của em đó. Nhưng đó là tất cả những gì em có. Hoan hô, một tràng pháo tay, Kim đã làm điều tốt. Được rồi, em không thể đánh bại chị ở đây. Đây nè, lấy nó đi. Không thể tin được, cả một gia tài luôn á nha. Mabel, em thật hào phóng mà. Vậy Mabel sẽ là học sinh của năm. Hãy chúc mừng cô nàng đi nào. Tốt hơn nhiều rồi, em không thể nhìn thấy gì cả. Là một cơn ác mộng. Mình mệt quá à. Có vẻ như cô ấy cần giúp đỡ. Của cô đây còn sót lại đó à. Cảm ơn em thật tốt bụng mà. Để em giúp cho cô nha. Chà, nếu em khăng khăng như vậy. Nhìn nè, Kim đang làm công việc từ thiện. Thật tuyệt vời. Đúng vậy đó, mọi người cần được giúp đỡ mà. Chà, Kim à, làm tốt lắm. Hù không, Kim lại chiếm ánh hào quang lần nữa rồi.